Dạ thưa giáo sư, cho em hỏi người béo phì, tiểu đường, mang bầu khi mắc bệnh tăng huyết áp cần chú ý những gì ạ? Xin cảm ơn câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là một cái tình huống cũng khá phức tạp, vì trên bệnh nhân này là đến một lúc ba cái bệnh lý hoặc là ba yếu tố nguy cơ của tim mạch cùng một lúc, vừa tăng áp, vừa đái tháo đường, béo phì và đang có thai nữa. Dạ. Thì như vậy và trên nền tảng của một cái người có thai thì chúng ta thấy là phức tạp. Thì trong trường hợp này bắt buộc bệnh nhân phải cái đầu tiên quan trọng nhất là phải được theo dõi đánh giá định kỳ. Và chúng ta cần phải liên kết không những điều trị về mặt tăng áp mà cần phải kết hợp với các nhà sản phụ khoa để chúng ta có một cái chế độ theo dõi định kỳ lâu dài cho bệnh nhân. Và cái thứ ba nữa, chúng ta cần phải kết hợp với nội tiết để chúng ta có thể đánh giá tốt hơn những cái bệnh lý có thể kèm nữa, đái tháo đường, rồi liên quan đến cả là tuyến giáp vân vân. Thì như vậy. Còn riêng về góc độ về tăng áp á, thì chúng ta biết khi mà bệnh nhân vừa tăng áp, bệnh nhân đái tháo đường rồi cả là đang có thai thì có nhiều nhóm thuốc hoàn toàn chống gia đình không thể sử dụng ở trên bệnh nhân này. Mà một trong những cái nhóm mà quan trọng nhất thường thường mà chúng ta thường hay chỉ định đầu tay ở những bệnh nhân tăng áp nói chung đó chính là ức chế hệ RAS, tức là hệ renin angiotensin và aldosterone. Hoặc là cụ thể bao gồm hai nhóm thuốc, nhóm thuốc thứ nhất là ức chế miễn dịch hoặc là chèn thụ thể angiotensin 2. Thì hai cái nhóm thuốc này là không được hoặc là chống chỉ định sử dụng ở những người phụ nữ có thai và thậm chí cả cho con bú người ta cũng không được cho dùng. Tại vì sao? Vì những cái nghiên cứu ở trên động vật thì thấy có nguy cơ gây quả thai, do đó nên người ta không sử dụng hoặc là ảnh hưởng đến các cái chức năng thận của em bé. Thì về trường hợp này ở người thì không có thí nghiệm nhưng mà trên động vật thí nghiệm như vậy không được sử dụng. Đó là cái thứ nhất. Một số nhóm thuốc khác cũng ở người mà phụ nữ có thai điều trị tăng áp chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc, tức là các loại lợi tiểu. Đối với lợi tiểu thì có hai cái nhóm lợi tiểu mà lợi tiểu vòng á, ví dụ như furosemide chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng được nhưng mà cũng rất cẩn thận vì những cái nhóm này nó thải muối rất là nhiều nên bệnh nhân họ sẽ rất là mệt mỏi ệ ỏi, phải kèm theo muối kali hoặc là các cái thức ăn mà giàu kali ví dụ như là trái cây, chuối, cam, quýt vân vân. Còn cái nhóm thuốc thứ hai chúng ta không không nên sử dụng nữa là nhóm chiazid này, tức là cái nhóm lợi tiểu mà cũng thải cũng natri và kali. Và cái nhóm thứ ba người ta cũng rất là hạn chế từ những trường hợp hết sức đặc biệt và có chuyên gia tăng áp, để là các lợi tiểu mà khá aldosterone. Thì nói tóm lại ở bệnh nhân mà đã có tăng áp vừa cả có thai béo phì như thế này, cái nhóm thuốc được chỉ định có thể điều trị ở trên bệnh nhân này chính là nhóm chèn canxi, là chúng ta có thể sử dụng ví dụ như amlodipine chúng ta có thể sử dụng được, có thể nifedipine là chúng ta có thể sử dụng được. Cái nhóm thuốc thứ hai được quan tâm mặc dù tương đối ít hơi khó kiếm ở tại Việt Nam chúng ta, đó là nhóm thuốc chèn alpha và beta. Cái tên của nhóm thuốc đó chính là labetalol. Labetalol là một cái nhóm thuốc mà chúng ta biết là cái ức chế cả alpha beta rất tốt nhưng Việt Nam chúng ta không có. Trong trường hợp chúng ta không có labetalol thì chúng ta có thể dùng thay thế bằng nhóm chèn beta metoprolol mà thôi. Thì đó là hai cái nhóm thuốc mà chúng tôi khuyên dùng là chèn canxi rồi chúng ta kết hợp thêm với là chèn beta như metoprolol. Ngoài ra một cái nhóm thuốc rất là kinh điển, cổ điển, ít dùng trước đây, ít dùng hiện nay, nhưng mà trong trường hợp này khi chúng ta sử dụng hai nhóm thuốc không hiệu quả, tỷ số áp vẫn cao trên 160 100 thì bắt buộc chúng ta cần phải phối hợp trên nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba đó chính là các loại ức chế thần kinh trung ương, là cái nhóm thuốc là nhóm ức chế alpha là nhóm alpha metindopa, ức chế ở vỏ não tăng làm cái giảm tiết của dopamine. Thì như vậy cái nhóm thuốc này là một cái nhóm thuốc được dùng phổ biến trước đây, nhưng mà với xuất hiện như chúng tôi là nêu hai cái nhóm đầu thì người ta sử dụng hai nhóm đầu trước và nếu không đáp ứng thì chúng ta sẽ dùng cái nhóm alpha metindopa. Thì như vậy tùy theo cái mức độ nặng của chỉ số áp của bệnh nhân độ 1 hay độ 2 hoặc là những cái trường hợp mà kháng trị thì chúng ta sẽ điều trị. Và sau cùng chúng ta đừng quên đó là ăn chế độ ăn rất quan trọng, muối ăn hạn chế muối, cũng phải tuyệt đối hoàn toàn nhưng mà hạn chế muối, thậm chí người ta có thể cho phép sử dụng một ít canxi
và những cái trường hợp mà bệnh nhân tăng áp nếu mà phụ nữ có thai bắt buộc cần phải sàng lọc thăm khám định kỳ đánh giá cái chức năng thận thử xem bệnh nhân có cái nguy cơ tiền sản giật và một cái xét nghiệm rất đơn giản ở trong hợp này bà con lưu ý đó là phải sự xét nghiệm nước tiểu 10 thông số để chúng ta đánh giá nếu có protein nhiều thì phải hết sức cẩn thận vì đây là một nguy cơ tiền sản giật của bà mẹ trong thời gian có thai và nó sẽ đưa đến những cái hội chứng rất nguy hiểm mà chúng ta cần phải đánh giá ví dụ như là hội chứng heo là một hội chứng nó luôn liên quan đến tổn thương cả gan nữa vì vậy chúng ta cần phải xét nghiệm thêm chức năng gan để chúng ta đánh giá rồi xét nghiệm về đống máu vân vân đấy thì như vậy nói như vậy thì để quý đồng nghiệp bệnh nhân chúng ta đặt câu hỏi đó thì cần phải bám sát thầy thuốc về tim mạch thầy thuốc về sản phụ khoa để chúng ta đảm bảo chúng ta có một cái kỳ thai nghén có một vấn đề sinh đẻ an toàn về trong con vuông để tránh các cái tai biến đáng tiếc. Dạ.